Xin chào các bạn, khi mà sử dụng những thiết bị Android TV Box như thế này thì các bạn có lẽ là không thể bỏ qua cái ứng dụng vô cùng hữu ích Kodi. Đây là một trong những ứng dụng đa phương tiện giúp chúng ta có thể giải trí rất là tuyệt vời trên cái Android TV Box. Và trong video ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để chúng ta có thể thay đổi giao diện cái Kodi đó nếu mà bạn đã dùng nhiều và nhàm chán với cái giao diện mặc định của nó. Bây giờ hãy bắt đầu ngay. Đầu tiên để chúng ta thay đổi cái giao diện mặc định của Kodi, chúng ta vào Kodi đã nào. Ở trong này thì nó sẽ có những cái tab để chúng ta tùy chỉnh và đây chính là cái giao diện mặc định của nó. Các bạn chọn vào cái tab System và chúng ta chọn vào cái phần Setting này. Trong phần Setting này các bạn chọn vào cái phần Appearance, chính là cái dòng đầu tiên trong cái phần Setting này. Trong đây thì nó sẽ có cái phần Screen này. Đó, khi mà bạn chọn vào Screen này nó sẽ cho chúng ta thay đổi cái giao diện ở trong phần này. Đầu tiên ở cái phần Screen này, khi mà chúng ta nhấn vào nó sẽ đưa ra chúng ta những cái lựa chọn Screen ở đây chúng ta đã tải về, tức là những cái giao diện mà các bạn đã tải về rồi đó. Cái configuration này nó chính là cái giao diện mặc định, nó ghi là Kodi default screen này. Các bạn hoàn toàn có thể tải thêm những screen nữa, và để tải thêm những screen này thì các bạn có thể nhấn vào cái phần get more này. Khi mà nhấn vào đây thì một loạt những cái screen mới ở trên cái hệ thống của cái ứng dụng Kodi nó sẽ cho phép chúng ta tải về. Ví dụ như bây giờ mình thử tải một cái screen đó là Belo này đi. Chúng ta nhấn vào đó và đợi quá trình cài đặt cái screen này. Sau khi mà giao diện mới được cài xong thì nó sẽ hỏi chúng ta là có chắc chắn thay cái giao diện này không, thì các bạn chọn yes. Như vậy là chúng ta đã thay đổi được một cái giao diện ở của Kodi này. Hãy ra ngoài thử xem sao. Đó, như vậy là chúng ta đã có một cái giao diện Kodi hoàn toàn mới, màu sắc rất là rực rỡ, màu hồng các kiểu luôn. Và tùy vào những ứng dụng và tùy vào những giao diện thì chúng ta sẽ có những cái hình thức thể hiện nó khác nhau. Nói chung giúp chúng ta có thể làm quen với Kodi này một cách tuyệt vời hơn, tức là theo sở thích của bạn. Bạn không thích cái giao diện kia vì nó quá cũ thì chúng ta hoàn toàn có thể thay đổi cái giao diện theo những cái của mình. Và cái phần giao diện này nó sẽ thay đổi nhiều nhất là cái phần giao diện của kích thước chữ, hình nền các thứ. Và trong cái phần từng mục này thì nó sẽ thay đổi. Tuy nhiên này nó sẽ vẫn giữ lại những cái đặc trưng, tức là những cái tab và những cái tùy chỉnh của chúng ta mặc định ban đầu, nên các bạn cũng sẽ rất dễ làm quen với cái phần này. Quay trở lại vào cái phần giao diện này thì ở dưới cái phần screen này chúng ta sẽ còn vài những cái setting khác. Ví dụ như là chúng ta có thể thay đổi cái màu của cái screen đó nếu mà nó hỗ trợ, hay là chúng ta có thể thay đổi cả phông này. Bây giờ mình sẽ thay đổi một cái giao diện khác. Cái giao diện đó nó sẽ cho phép chúng ta thay đổi được phông hay là cả màu chữ nữa. Ví dụ như cái theme Amber này mình sử dụng, đây mình có thể thay đổi màu này. Đó, các bạn có thể thấy màu chữ của mình đã chuyển thành hết màu xanh rồi. Hay là cái phần phông này, mình sẽ có 4 phông để mình thay. Đó, như vậy là nó từ viết hoa sang viết thường. Đây là những cái tùy chỉnh và tùy theo những cái giao diện mà nó sẽ có những cái tùy chỉnh khác cho chúng ta. Ví dụ như nó cho phép chỉnh màu sắc của chữ hay là chỉnh phông chữ, rất nhiều những cái tùy chỉnh khác ở đây. Như vậy là mình đã hướng dẫn xong cho các bạn cách để chúng ta có thể thay thế một cái giao diện trên Kodi này, giúp nó làm mới hơn và thú vị hơn trong quá trình chúng ta sử dụng Kodi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.